Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của Công Audio. Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm âm audio high-end với 20 năm kinh nghiệm. Và vào ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới tất cả các bạn một cái phối ghép high-end với sự kết hợp của các thương hiệu hàng đầu đến từ Đức. Sự phối ghép này bao gồm đôi loa Gauder Acoustic Berliner RC7MK2, phối ghép cùng cặp Repound của Octave, bao gồm chiếc Octave HP700, cặp Power Mono Block Octave Jubilee 300B. Nguồn phát chúng tôi sử dụng đầu CD đầu bảng của Acoustic Arc, đó là chiếc Player 2. Có thể nói là phối ghép này nó phù hợp với những căn phòng có diện tích từ 25 cho đến 40m2, và nó là sự quy tụ của thương hiệu âm thanh cũng như là các giá trị sử dụng lâu dài. Xin trân trọng cảm ơn. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. I fell off flesh with fear.